Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, nhận thấy sự cần thiết của ngoại ngữ trong tiến trình hội nhập và phát triển của xã hội, vừa qua kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn đã thực hiện những chuyên đề liên quan đến tiếng Anh, ngôn ngữ được xem là phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, học ngoại ngữ không phải lúc nào cũng dễ dàng với tất cả mọi người. Trong số phát sóng này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về những phương pháp làm sao để vượt qua được rào cản về ngôn ngữ cùng với sự hỗ trợ của anh Phạm Huy Hùng, hiện là giám đốc học thuật tại hệ thống Anh ngữ Đôn, người đã có 15 năm kinh nghiệm làm giảng viên của các chương trình luyện thi và các kỳ thi chuẩn hóa dành cho người bản xứ ở Mỹ. Dạ, xin chào anh Hùng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Thưa anh Hùng, được biết là anh là người đã đồng hành cùng với rất là nhiều những cái chương trình săn học bổng của các bạn sinh viên học sinh, cũng như là đã có một cái quá trình giảng dạy tiếng Anh rất là lâu rồi. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân anh cũng như là từ kinh nghiệm giảng dạy thì không biết anh nhận thấy là những cái rào cản nào đối với một người mới bắt đầu đến với một cái ngôn ngữ mới thì nó sẽ có những cái trở ngại gì cho họ thưa anh? Đối với một người mà bắt đầu một ngôn ngữ mới thì thường rào cản lớn nhất đó là không có thời gian. Thì ví dụ như là một bạn đang đi học, hoặc là một người đang đi làm, hoặc là thậm chí người lớn tuổi mà phải chăm lo cho gia đình, thì thường là họ sẽ cảm thấy là thời gian của họ rất là eo hẹp. Thì khi mà họ bắt đầu một ngôn ngữ mới thì họ sẽ khó mà có thời gian để mà tập trung vào ngôn ngữ đó. Ngoài ra, tâm lý khi mà mình bắt đầu một ngôn ngữ mới cũng là một vấn đề lớn. Ví dụ như khi học một ngôn ngữ mới thì thường là những người đi học họ hay có cái tâm lý là có thể là sợ sai. Cho nên là nói thì cũng không dám nói, mà nghe thì cũng nghĩ là mình nghe sai, chẳng hạn như vậy. Hoặc là ngoài ra người ta cũng sẽ thấy là ví dụ như là thôi để mai đi. Để mai tính chẳng hạn. Ví dụ như là hôm nay không làm thì ngày mai mình làm, mình còn nhiều thời gian mà. Cho nên là dần dần với cái tâm lý như vậy thì họ sẽ không bao giờ họ bắt đầu cái việc học của họ. Dạ vâng. Và theo kinh nghiệm của anh thì trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì cái kỹ năng nào sẽ là cái rào cản lớn nhất đối với những người mới bắt đầu học ngoại ngữ thưa anh? Thì bây giờ chắc là Hùng sẽ chia sẻ theo hai nhóm học tiếng Anh đi ha. Thì đầu tiên là nhóm học tiếng Anh tổng quát, ví dụ như là người đi làm hoặc là đi định cư vân vân thì là giao tiếp đúng không ạ? Giao tiếp đúng rồi. Thì kỹ năng giao tiếp thì đối với người học tiếng Anh thì rào cản lớn nhất đó là kỹ năng nói. Nghe thì mình có thể nghe một cách thụ động và mình có thể tiếp thu thông tin một cách dễ dàng hơn một chút. Còn khi nói thì mình phải tự mình nghĩ ra từ ngữ, mình phải tự mình hình thành cấu trúc câu vân vân. Thì để mà vượt qua cái rào cản này thì người nói cần phải vượt qua cái tâm lý là sợ hãi, tức là mình đừng có sợ mình nói sai. Tại vì khi mà mình nói thì người bản xứ hoặc là thậm chí người khác mà nghe mình nói thì người ta biết là mình không phải là nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Cho nên người ta cũng có thể thông cảm được. Cho nên là mình phải nói thì mình mới quen, và từ đó là mình mới sửa được những lỗi sai của mình. Còn đối với nhóm học tiếng Anh mà cho cả học thuật nữa thì mình thêm cả kỹ năng viết, là kỹ năng mà nhiều bạn sợ và cảm thấy là khó mà vượt qua. Thì đối với kỹ năng viết thì cũng vậy, mình phải đọc nhiều, mình viết nhiều. Và khi viết thì mình có kèm thêm là phương pháp viết nữa. Thì phương pháp thì Hùng sẽ chia sẻ trong phần kế tiếp. Dạ vâng. Vậy thì với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì chúng ta sẽ có, ở từng kỹ năng thì Như Yến nghĩ là sẽ có những cái phương pháp học riêng biệt dành cho các kỹ năng này. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái phương pháp này được không ạ? Khi mà Hùng dạy tiếng Anh thì có một phương pháp mà gần đây Hùng thấy áp dụng được hết cho tất cả 4 kỹ năng. Hùng sẽ nói chung chung trước đi, xong rồi sau đó Hùng sẽ áp dụng cho từng phương pháp ha. Thì phương pháp này gọi là phương pháp tư duy tuyến tính. Thì Hùng thấy là khi mà các bạn giả sử các bạn đọc tiếng Anh hoặc là nói tiếng Anh, viết tiếng Anh đi, thì mà mình học theo kiểu đọc mà từ trái sang phải, đọc từng từ từng chữ, hoặc là nói mà mình cũng ghép câu rồi mình dịch đó, thì lúc đó là mình sẽ khó mà mình hình thành được một câu có hệ thống, và người nghe hoặc là người nghe và người đọc cũng sẽ khó mà hiểu mình nói gì. Hoặc là khi mà mình đọc sách thì nhiều khi mình đọc như vậy mình cũng sẽ dễ quên ý. Thành ra nếu mà mình đọc theo một phương pháp và mình nói phương pháp là mình đi từ cái chung, mình đi ra cái chi tiết, cái cụ thể, thì từ đó mình sẽ dễ mà mình
thực hiện những cái kỹ năng đó hơn. Hùng lấy ví dụ cho từng kỹ năng, hay giả sử như là kỹ năng đọc đi, thay vì mình đọc từng câu mà mình đọc từ trái sang phải từng chữ thì mình sẽ dễ đọc trước và quên sau. Và mình sẽ dễ bị một vấn đề, đó là mình trong khi mình đọc mình sẽ gặp nhiều từ khó mà mình không hiểu được từ mới. Đúng rồi, cho nên là khi mà mình đọc mà mình lấy cái cấu trúc câu, cái sườn của câu ra mà mình dựa vào đó mà mình nắm cái ý đơn giản thôi, chứ mình không lấy hết toàn bộ thông tin, thì mình sẽ hiểu một cách đơn giản và dễ dàng và hiểu đúng nữa. Đó là kỹ năng đọc. Còn kỹ năng viết thì sao? Kỹ năng viết thì cũng như vậy. Ví dụ như là mình hệ thống ý từ cái chính trước, xong rồi từ những cái ý chính đó mình sẽ thêm những cái chi tiết bổ sung, bổ nghĩa vào, giải thích vào. Ví dụ như là mình cho thêm ví dụ, mình cho thêm lý do, mình cho thêm thống kê số liệu vân vân, để mà mình bổ nghĩa cho cái ý chính đó. Khi mà mình viết á, thì mình sẽ viết từ những cấu trúc chung. Ví dụ như là mình viết từ chủ ngữ rồi vị ngữ, xong rồi từ chủ ngữ vị ngữ đơn giản mình sẽ thêm chi tiết mô tả. Giả sử như là mình đang nói chủ ngữ là một học sinh đi, thì mình sẽ thêm chi tiết là học sinh đó có tính chất như thế nào, có đặc điểm như thế nào, học sinh đó siêng năng chăm chỉ, hay là học sinh đến từ khoa nào, khoa giáo dục, khoa tâm lý vân vân. Rồi còn vị ngữ thì cũng như vậy, giả sử như học sinh đó học một bài học thì học sinh đó sẽ học theo cái tính cách như thế nào, hoặc là một cái cách thức như thế nào, học ở đâu, học ở thời gian nào. Ngoài ra mình có thể làm giàu thêm cấu trúc câu nữa bằng cách là ví dụ như mình thêm những cái bổ ngữ chẳng hạn như là mệnh đề quan hệ vân vân, để mà mình cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đó là kỹ năng viết. Kỹ năng nói cũng gần giống như vậy, mình có thể là trả lời câu hỏi của đối phương, trả lời câu hỏi của người nghe, xong rồi mình cũng cung cấp thêm chi tiết, bổ nghĩa, giải thích thêm. Hoặc là kỹ năng nghe cũng vậy, mình có thể nghe từ ý chính, mình nghe sang, mình nghe từ ý chính, mình biết là bài diễn văn hoặc lời nói, lời lẽ của bài hát đúng không ạ? Bài hát vân vân thì là có những cái ý chính nào, để mà mình từ đó mình sẽ biết là bài nói của người ta theo một cái hệ thống như thế nào để mình theo cho nó dễ. Dạ vâng, và theo như những cái chia sẻ của anh vừa rồi thì Yến nhận ra được một cái vấn đề mà có lẽ đó là vấn đề của rất nhiều những người mới bắt đầu học tiếng Anh, và đó cũng là vấn đề của Như Yến, đó là chúng ta phải làm giàu thêm cái vốn từ ngữ của mình đúng không ạ? Đó là từ vựng, để thì từ đó thì chúng ta mới phát triển ra được thành những cái câu và bám theo những cấu trúc, và từ đó thì chúng ta mới có thể xây dựng được cái nghĩa của câu mà như mình muốn nói đúng không ạ? Vậy thì vấn đề ở đây là làm sao chúng ta có thể ghi nhớ được nhiều từ vựng một cách hiệu quả nhất thưa anh? Hồi xưa thì như là Như Yến đi học gì, Yến chắc cũng có nhớ là thầy cô thường hay cho mình học từ, ví dụ như là thầy cô sẽ ghi cái từ đó trên bảng, xong rồi thầy cô sẽ ghi cái từ loại, rồi từ đó thầy cô sẽ ghi tiếp cái nghĩa qua bên phải, dấu hai chấm rồi nghĩa, xong rồi có thể là yêu cầu học sinh về chép đi chép lại cái từ đó 10 lần 20 lần, thì cái học này thuộc lòng, đúng không học thuộc lòng đúng rồi. Thì cái việc học như vậy á, nó sẽ giúp mình nhớ được trong một thời gian ngắn nhất định, nhưng mà mình khó mà mình có thể áp dụng được trong thời gian lâu dài, hoặc là thậm chí mà nhiều khi yêu cầu mình đưa vào một câu hoặc là nói thì khó mà mình nói đúng. Thành ra khi mà mình học ấy, thì mình cũng nên học theo một phương pháp có hệ thống. Giả sử như là khi mà mình học một từ đi, thì mình sẽ học những cái cấu trúc, những cái thành phần liên quan đến từ đó. Hùng lấy ví dụ đi ha, giả sử như chữ allow là cho phép, thì chữ allow này khi mà mình chỉ học là cho phép thôi thì mình đưa vào một câu mình sẽ dùng như thế nào? Mình sẽ dùng sao cho nó đúng, và mình dùng sao cho nó trôi chảy, thì từ đó mình mới học thêm những cái thành ngữ hay là những cái cấu trúc đi chung với lại cái chữ allow đó. Ví dụ như là allow somebody to do something là cho ai đó làm gì, thì mình biết là đi chữ allow thì mình phải đi chung với động từ có to đó, chẳng hạn như vậy. Rồi thêm một phương pháp nữa mình có thể dùng để học từ một cách hiệu quả, đó là mình học theo chủ đề. Giống như lúc nãy Hùng có nói là mình học theo tư duy tuyến tính, thì tiếng Anh là linear thinking đó. Thì mình nếu mà mình học theo chủ đề như vậy thì mình sẽ hệ thống nó dễ hơn. Giả sử như là mình học theo, giả sử như mình có cái chủ đề đầu tiên là chủ đề môi trường đi, thì trong môi trường đó mình sẽ chia nhỏ ra. Môi trường là môi trường có động vật, có thực vật, có thời tiết, không khí, thiên văn, con người. Xong rồi từ động vật, thực vật mình mới chia nhỏ tiếp những cái từ mà trong cái mảng đó, cái chủ đề đó. Ví dụ như là động vật thì mình có ngành thân mềm, có ngành động vật không xương sống, rồi trong ngành thân mềm có lớp giáp xác,
vân vân, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà mình chia ra như vậy thì mình học từ, mình sẽ hệ thống nó lại theo một cái chủ đề như vậy thì mình sẽ dễ nhớ hơn. Dạ vâng, nói chung là cái gì cũng nên có một cái quy cách để mà chúng ta có thể hệ thống hóa tất cả mọi cái kiến thức của mình thì nó sẽ hiệu quả nhất, đúng không anh? Và không biết là đối với cái lứa tuổi nào mà anh dạy tiếng Anh, anh thấy là các bạn đó sẽ tiếp thu nhanh nhất? Thường á thì lứa tuổi mà bé cỡ từ 1 cho đến 3 tuổi là tiếp thu. 1 cho đến 3 tuổi là đã đúng có rồi. Thể... Yến có từng coi qua những cái video mà Hùng lấy ví von thôi, những cái video mà các em bé mới khoảng 6 tháng thôi mà bỏ vào hồ bơi là bơi được liền luôn. Thì học ngôn ngữ cũng vậy. Thì khi mà học ngôn ngữ thì trẻ em mà nghe người lớn nói và nhìn những cái cách mà người lớn sử dụng ngôn ngữ là trẻ em tiếp thu rất là nhanh luôn. Có một cái vấn đề đối với học sinh Việt Nam á, là khi mà học sinh Việt Nam học lúc còn quá nhỏ như vậy á, thì sẽ dễ bị có thể là một cái vấn đề gọi là rối loạn ngôn ngữ hoặc là quên cả tiếng mẹ đẻ. Cho nên là Hùng khuyên là mình nên cho học sinh, có thể là cho các bé học từ bé, nhưng mà học từ lúc bắt đầu là 6 tuổi, 7 tuổi vân vân, để lúc đó là có thể là quen với tiếng mẹ đẻ rồi thì mình học tiếng Anh có thể là dễ hơn. Dạ vâng. Dạ, và còn một cái kỹ năng cũng không kém phần quan trọng nhưng mà cũng làm khó rất là nhiều những người mới tiếp cận với ngôn ngữ và đặc biệt tiếng Anh, đó là kỹ năng nghe. Làm sao để chúng ta có thể nghe một cách tốt nhất và quen với cái ngữ điệu và cũng như cái cách nói ngắn gọn, cách nói tắt của người bản xứ, thưa anh? Kỹ năng nghe là kỹ năng mà cũng nhiều bạn rất là sợ, tại vì người bản xứ thì mình cũng không biết là người bản xứ nói theo tốc độ như thế nào và dùng từ ngữ gì, thành ra là mình sẽ phải gọi là đua theo người ta đó. Cho nên là để mà mình phát triển kỹ năng nghe thì mình sẽ cần có một số những cái vốn cơ bản của tiếng Anh. Ví dụ như là mình cần có từ vựng, mình cần học về phát âm của từng từ. Giả sử như khi mà mình phát âm đúng thì mình nghe người ta nói thì mình mới nhận ra được cái chữ đó là chữ nào. Ngoài ra mình cũng nên có thêm những cái thói quen nghe hàng ngày cho nó quen. Ví dụ như là mình có thể nghe các bản tin của các đài truyền hình nước ngoài hoặc là đài radio nước ngoài, xem phim. Xem phim thì hơi khó, tại vì xem phim là tốc độ những cái diễn viên hoặc là những cái nhân vật trong phim thì nói giao tiếp hàng ngày rồi, đúng giao tiếp hàng ngày, cho nên là người ta sẽ dùng tiếng lóng nhiều. Thì có thể là xem phim thì mình để đến một cái mức độ mà mình nâng biết cao nhiều lên từ vựng, nâng cao lên chút xíu. Hùng thì Hùng khuyên là không nên nhìn phụ đề, tại vì mình mở phụ đề thì là lúc đó là coi như là mình đọc rồi, chứ cũng không còn là mình nghe nữa, tại vì mình vừa nhìn và mình vừa nghe thì mình chỉ tập trung được một cái thôi. Ngoài ra thì thay vì mình xem những cái phim bom tấn thì mình có thể xem những phim mà người ta phát âm rõ hơn, dễ nghe hơn. Với cái tốc độ như vậy thì mình có thể luyện tốc độ, ví dụ như là phim hoạt hình thiếu nhi hoặc là những phim hoặc là những chương trình talk show, tức là những chương trình mà trò chuyện như vậy nè. Thì thường á là những chương trình đó người ta nói dễ nghe hơn, và mình sẽ luyện được cái tốc độ nghe với người bản xứ. Như Yến, giống như ngày xưa khi mà Yến tiếp cận với tiếng Anh thì Yến cũng thường hay sử dụng cái cách là nghe nhạc. Nghe nhạc tiếng Anh cũng là một trong những cái cách hữu hiệu, đúng không thưa anh? Và còn với một cái nữa là Yến cũng rất là hay bị, đó là đúng là mình cần phải mạnh dạn nói mà mình không sợ sai. Tuy nhiên, nếu như mà mình cứ sai hoài thì mình sẽ không biết cách để sửa. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể biết phát âm cho chính xác, để mà chúng ta có thể ngày một tiến bộ hơn, chứ không phải là chỉ là chúng ta sẽ nói theo cái bản năng của mình. Thì có cách nào để mà chúng ta cải thiện cái khả năng phát âm của mình đối với tiếng nước ngoài không thưa anh? Đúng rồi, phát âm là một kỹ năng rất là quan trọng trong nói và cả nghe nữa, tại vì mình cũng phải phát âm đúng thì mình mới nghe được, giống như lúc nãy Hùng có chia sẻ. Thì để mà phát âm cho chính xác á, thì mình không nên nhìn một từ mà mình nghĩ là từ đó phải phát âm như vậy. Hùng lấy ví dụ như cái chữ lời phê bình trên Facebook đi, thì thường là người Việt mình hay phát âm là comment. Nhưng mà chữ đó trên thực tế là trong từ điển và kể cả các phát âm của người bản xứ là không có các phát âm là comment. Thậm chí là khi mà mình phát âm theo động từ hay danh từ gì cũng chỉ phát âm là comment thôi. Đúng rồi, comment. Mà thậm chí là khi mà mình phát âm comment cũng chưa chính xác luôn, mình phải phát âm là âm e mới đúng, comment. Thì đối với những chữ như vậy ấy,
thì mình không nên cho rằng, hoặc là mình không nên có sẵn cái định kiến trước là chữ nó nhìn như vậy thì phát âm như vậy. Thì mình phải kiểm tra các phát âm của từ đó trong từ điển, nhiều từ lắm chứ không phải chỉ có mỗi từ comment không đâu. Ngoài ra để mà luyện phát âm thì mình có thể áp dụng một phương pháp, đó là mình nghe người bản xứ đọc một câu, xong rồi mình phát âm lại câu này và mình thu lại giọng của mình. Khi mà mình thu lại như vậy thì mình sẽ nghe lại được và mình sẽ phát hiện ra lỗi của mình là lỗi gì, để mà từ đó mình sửa. Và sửa nhiều thì dĩ nhiên mình sẽ quen. Dạ vâng. Đó thì mình sẽ luyện được phát âm từ đó. Ngoài ra cái phát âm nó cũng liên quan đến kỹ năng nói, về cái cách mà mình luyện cũng giống như vậy luôn. Thì mình cũng có thể là trả lời một câu hỏi, câu không có chuẩn bị trước, mà mình thu lại giọng mình vừa mới nói. Thì từ đó mình nghe lại, mình xem mình đã lưu loát chưa, mình đã nói đúng ngữ pháp chưa, mình đã phát âm đúng chưa. Rồi từ đó là mình sẽ có cái hướng mà mình chỉnh sửa và mình gọi là improve, mình cải tiến cho hợp lý. Dạ, vậy thì không biết là với cái quá trình học tiếng Anh của anh ngày xưa thì đâu là cái kỹ năng mà làm khó anh nhất? Hồi trước lúc mà Hùng học thì lúc đó là tiếng Anh chưa có phát triển như bây giờ, thì học sinh đa số là học ngữ pháp, từ vựng. Cho nên là đối với Hùng, những cái kỹ năng mà cơ bản trong ngôn ngữ, ví dụ như là nghe, nói, đọc, viết á, thì hồi đó là Hùng cảm thấy Hùng gặp khó khăn nhất, mà đặc biệt là cái kỹ năng nghe. Kỹ năng nghe, tại vì Hùng thấy là khi mà mình nói chuyện với người Việt, mà mình luyện tập chung với bạn bè mình, hoặc là mình nghe thầy cô mình nói tiếng Anh á, thì mình thấy rất là dễ nghe. Nhưng mà vì sao lại mình không nghe được, giả sử như mình nghe hai người nói chuyện với nhau thì mình lại không nghe được người ta nói gì, hoặc là đặc biệt là xem phim là hoàn toàn là không nghe được gì luôn. Thì đó là những kỹ năng mà Hùng cảm thấy khó nhất. Còn những kỹ năng mà áp dụng ngữ pháp và từ vựng nhiều như là đọc hoặc là viết thì Hùng lúc đó Hùng cảm thấy là cũng không khó bằng nghe với nói. Dạ vâng. Em Như Yến hỏi như vậy là bởi vì Như Yến cảm thấy là cái việc mà phát âm, như anh Hùng chia sẻ cái cách để mà chúng ta cải thiện á, nó rất là hữu hiệu. Tuy nhiên người Việt của mình và bản thân Như Yến nữa, Như Yến cũng thấy một cái rất là thiếu sót, đó là cái việc mà mình quen cái cách phát âm mà không có những cái từ âm đuôi, hoặc là không thể nào chú trọng, mình không biết được cái cách nhấn của cái chữ đó như thế nào. Vậy thì không biết là nó có một cái phương pháp nào hay không, hay là đối với từng chữ là mình đều phải học thuộc lòng như vậy thưa anh? Tiếng Anh thì có một cái hơi khó, đó là mình có nhiều cái quy luật. Nhưng mà quy luật đó thường chỉ áp dụng cho khoảng 70% tất cả các từ mà theo cái cấu trúc như vậy thôi. Giả sử như là Hùng lấy ví dụ như chữ comment lúc nãy đi. Đó, quay lại chữ comment thì là đa số là thường là động từ, người ta sẽ nhấn ở âm 2. Nhưng mà cái chữ comment này là mình lại phải nhấn âm 1 chứ mình không nhấn âm 2. Đó là những cái trường hợp ngoại lệ. Thì mình có thể học theo nguyên tắc, mình có thể học theo quy luật, nhưng mà mình sẽ áp dụng được khoảng 70% thôi. Thì đối với 30% còn lại, mình vẫn phải tra từ điển, mình vẫn phải kiểm tra, mình vẫn phải bảo đảm là mình phát âm đúng, mình nói đúng. Ngoài ra cũng như lúc nãy Yến có chia sẻ là trong khi nói tiếng Anh thì mình sẽ có nhiều cái dấu nhấn nhá, mình gọi là ngữ điệu, ngữ âm. Rồi mình có nhiều chữ nối từ âm phụ âm cuối của chữ trước sang nguyên âm đầu của từ sau. Thì những cái nguyên tắc này mình cần phải áp dụng cho tốt, mình phải thực hành nhiều cho quen. Tại vì khi mà mình nói tiếng Anh mà mình nói mà mình không có ngữ điệu, không có nối, không có nhấn nhá thì cũng giống như mình nói tiếng Việt mà mình không giấu vậy đó. Giống như là chữ táo đi, giả sử như chữ táo đi, mình nói mình mới ăn táo xong mà mình không nói đúng có dấu thì mình ra là mình mới ăn táo xong, thì lúc đó là nghĩa sẽ hoàn toàn thay đổi luôn, thì mình phải lưu ý điều đó. Dạ vâng. Và với cái thao thức là làm sao để giúp cho học viên của mình cũng như là mọi người đọc và phát âm chính xác hơn, thì Hùng với ban truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn cũng có làm một cái chương trình gọi là Pronouncing Catholic Words, là luyện phát âm tiếng Anh Công giáo. Thì để các bạn có thể phát âm những từ, cả từ lạ lẫn từ quen mà nhiều khi các bạn phát âm sai chẳng hạn. Dạ vâng, quả là một cái chương trình rất là hữu ích, và Yến cũng có theo dõi để có thể nâng cao được cái khả năng phát âm của mình, cũng như là những cái từ vựng mới mà rõ ràng là mình không hề biết, đúng không ạ? Và hồi nãy thì ở đầu chương trình anh Hùng cũng có chia sẻ là cái độ tuổi mà dễ học tiếng Anh nhất, dễ tiếp thu nhất, đó là cái độ tuổi trẻ em. Vậy thì không biết là đối với những người mà không có điều kiện tiếp cận với tiếng Anh sớm, như là Như Yến hay là một số bạn trẻ đã phải đi làm rồi mới bắt đầu học tiếng Anh, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến những gì, và anh có lời khuyên nào dành cho những đối tượng này không thưa anh?
Đối với các đối tượng mà có thể đi làm hoặc là lớn tuổi mà chưa có điều kiện để mà tiếp xúc với tiếng Anh sớm, thì mình có thể bắt đầu học những kỹ năng mà áp dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày của mình, ví dụ như là kỹ năng nghe nói, và mình có thể học những cái chương trình Anh văn tổng quát, các kỹ năng thông thường thông dụng thôi, chứ không nhất thiết phải đào sâu vào những vấn đề về học thuật chẳng hạn như vậy. Nhưng mà có một cái là mình cần phải bắt đầu sớm, mình khi mà mình đã có một cái mong muốn như vậy rồi là mình phải bắt đầu ngay đi, mình đừng có để trì hoãn thêm nữa, thì từ đó là mình mới dần dần mình tiếp thu, mình lĩnh hội được. Tại vì ngôn ngữ là không phải là một sớm một chiều, mà ngôn ngữ là mình sẽ đi từng bước, giống như là lúc nãy Hùng có chia sẻ là về phải thẩm thấu được, đúng không ạ? Đúng rồi, dạ. Phải thẩm thấu được, cho nên là mình phải bắt đầu ngay lập tức, mình phải bắt đầu liền, chứ đừng trì hoãn nữa. Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên và những chia sẻ từ chính kinh nghiệm của bản thân anh, đã giúp cho tất cả mọi người đã có thể có cái nhìn mới hơn và đỡ sợ hãi hơn với cái việc mà tiếp cận một ngôn ngữ mới. Cảm ơn anh đã dành thời gian ngày hôm nay đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn Như Yến và cảm ơn quý vị khán giả của chương trình. Thưa quý vị, trau dồi thêm một ngôn ngữ là mở ra thêm cho chúng ta nhiều cơ hội và nhiều hiểu biết hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, học ngoại ngữ là một hành trình cần sự rèn luyện và trau dồi liên tục, cũng không nên nôn nóng để đạt được một kết quả ngay lập tức. Hãy xem việc học ngoại ngữ như là một niềm vui để giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống, giúp cho chúng ta kết nối được với nhiều người hơn, và đó sẽ là một cái động lực để chúng ta không còn cảm thấy quá khó khăn với việc tiếp cận một ngôn ngữ mới. Hy vọng là những thông tin ngày hôm nay chương trình đã chia sẻ phần nào sẽ giúp cho những ai đang không có nhiều điều kiện tìm hiểu và tiếp cận với ngoại ngữ sẽ có được những cái định hướng, lộ trình học ngoại ngữ phù hợp với khả năng cũng như là mục đích của chính mình. Đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.